Hồng Kông không chỉ là một trung tâm kinh tế tài chính hàng đầu mà còn được xem là một trong những thiên đường du lịch hàng đầu châu Á. Thiên nhiên đã vô cùng ưu ái khi ban tặng cho xứ cảng rất nhiều thắng cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, trong đó có những bãi biển đam mê và say đắm lòng người. Bữa nay Sương mời cả nhà cùng Sương ra đây khám phá cái khu này gọi là vòng quay Hồng Kông hay còn gọi là bánh xe quan sát Hồng Kông. Vòng quay Hồng Kông là địa điểm tuyệt vời dành cho những ai yêu thích cái nhìn toàn cảnh từ trên cao cả khu bến cảng Victoria đầy thơ mộng huyền ảo. Giờ mình đi bộ trên không á, từ chỗ này đi qua bên kia là tới bánh xe quan sát Hồng Kông. Mà đi qua cái cầu này á, mình ngắm cảnh cũng thấy cảnh ở đây đã thấy đẹp rồi, còn trên bánh xe đu quay kia thì chắc là đẹp dữ nữa. Morning Star. Đẹp chưa? 1965. Yeah. 1965. Năm 1965 lần. Ở đây á, mọi người có thể đi bộ theo cái máy vòm mái che nè, nó không bị mưa. Còn mọi người thích đi ngắm cảnh dưới lên thuyền á thì mua vé lên thuyền để đi ngắm cảnh vòng vòng cũng được. Bánh xe quan sát Hồng Kông, trong tiếng Anh còn gọi là Hồng Kông Ferris Wheel, mới được hoàn thành gần đây với độ cao 60m. Góp phần mở ra tầm nhìn 360 độ trên cao cả thành phố cảng từ trung tâm thành phố Hồng Kông và cảng Victoria. Cả nhà ơi, mình đang ở Hồng Kông Harbour nè. Bờ biển ở đây rất là đẹp và có rất là nhiều người đang câu cá ở đây nè. Có một cái tàu chở khách vừa cập bến nè. Bữa nay trời âm u á, mình ngắm cảnh mọi người thấy cái tòa nhà cao cao xa kia không? Mây nó che hết nửa tòa nhà vì tòa nhà cao quá mà. À, thì ra cái chúng này đang câu cá. Câu cá bằng dây không á cả nhà. Ghiền quá. Chắc nó cấm câu á mà mọi người thích câu kiểu này. Không phải cấm câu đâu mà thấy mấy người này vẫn câu nè cả nhà. Hồi nãy là khách xuống bến và bây giờ là khách lên tàu nè cả nhà. Mình thấy ở đây người ta rất kỹ nè, mọi người nhìn nè. Mỗi người lên tàu người ta phải xịt nước rửa tay rồi mới cho lên tàu, người ta sợ Covid á. Bữa nay trời chuyển mưa, gió nhiều nên là biển động. Mấy chiếc thuyền này chạy sóng đập quá trời. Con tàu này giờ nhận khách xong bắt đầu họ rời bến nè. Nhận bến tàu này rất là nhộn nhịp. Họ nhận đưa đón khách rất là đông. Một bữa nào mà trời nắng đẹp mình sẽ ra đây cũng đi dạo bằng thuyền cho nó thú vị, ngắm cảnh này kia. Bữa nay trời gió động quá nên là mình sợ lên tàu nó say sóng. Đây là cái cảnh, cái đường á, nãy mình đi quay từ bên kia qua bên này á. Bữa nay mình quay từ bên này qua bên kia cho cả nhà coi nữa. Bên trời cái thành phố. Mọi người qua Hồng Kông á sẽ được đi xe buýt, mấy cái kiểu xe buýt như này 2 tầng nè. Đó. Thấy không? Cái này là xe chở tour nè. Cái Apple Store đằng bên kia. Chở đi bộ này mọi người cũng nhìn thấy rồi, cái QR code office nè. Giờ mình sẽ đi vô trong đây. Có liên kết luôn nè. Rồi rồi, đây có cái gì? Pandora. Cái movie này nữa, cinema. Lululemon. Apple Store, you want to see Apple Store? Yeah, okay. Yep, Lululemon here also.
này có rất là nhiều thương hiệu nổi tiếng. Cà phê ăn uống luôn, rồi ngắm cảnh ở ngoài luôn. Lên trên này có một cái ban công nè, mình có thể đi ra ngoài đứng ngắm cảnh nè, nhìn rất là đẹp. Bữa nay gió quá thôi mình đi vô trong. Xích xác. Hey, cái tầm dễ thương. Thôi đẹp chưa cả nhà. Đẹp quá. Cổ Pháp, cửa hàng bánh ngọt của Pháp năm từ năm 1682. Wow. Nhìn thế nào cũng ngoan hết. Sô cô la các loại. Phía dưới này là ra tàu điện á. Thôi video mình đến đây là cũng hết rồi. Cảm ơn cả nhà đã xem video của mình. Nếu mọi người thích thì hãy like, share và đăng ký kênh. Và nhớ bấm hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi mình có video mới. Cảm ơn cả nhà nhiều. Bye bye.